chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sáng 20 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mục tiêu của dự luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, không ai bị đe dọa, ảnh hưởng. An ninh quốc gia quan trọng nhưng an toàn của người dân cũng không được coi nhẹ. Ông Lâm nhấn mạnh, theo người đứng đầu ngành công an, thực tế có rất nhiều người bị bắt nạt, bị đe dọa. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất là bám vào cơ sở, quan tâm đến từng gia đình, từng người dân, xây dựng cơ sở phường xã là pháo đài về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh an toàn. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc tăng cường lực lượng công an chính quy về xã là chưa đủ, không những phải đảm bảo an ninh, an toàn mà còn vận động quần chúng nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân. Trước đây có những giao dịch người dân phải lên đến tỉnh, huyện, thì bây giờ công an cấp xã cũng được phân cấp rất nhiều việc để phục vụ người dân ngay tại cơ sở. Cũng theo ông Lâm, mục tiêu của Bộ Công an là xây dựng những phường xã không có tội phạm, ma túy. Tất cả những tệ nạn như ma túy dân biết hết, nhà nào có ma túy, ăn trộm, ăn cắp, con cái đối tượng dân cũng biết. Cái dở là dân biết nhưng chính quyền, công an không biết. Nếu không biết là kém rồi, biết mà không giải quyết còn kém hơn, Bộ trưởng Công an nói. Theo Đại tướng Tô Lâm, phường xã là nơi giải quyết rất nhiều công việc, từ cứu hộ, cứu nạn, cứu hỏa, giải quyết mâu thuẫn, quản lý người sau cải tạo, công việc vô cùng nhiều. Mỗi xã có 5 đến 6 công an xã. Vừa rồi chúng tôi tính, ví dụ ở Tây Nguyên mỗi xã phải có một cán bộ phụ trách về an ninh, những xã phức tạp về ma túy phải có một cán bộ chuyên gia về ma túy để phục vụ, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan, ông Lâm nói. Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu thực trạng hiện nay, vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên rất lớn, rất đáng lo ngại. Nhiều tội phạm là lớp trẻ, thanh niên như tội phạm mạng, ma túy. Điều này đòi hỏi phải có tập hợp lực lượng. Đây là việc rất quan trọng của lực lượng công an, phải nắm tình hình hàng ngày, hàng giờ. Không phải khi đến vụ án xảy ra rồi mới đến công an giải quyết thì chậm hết. Như các vụ ăn trộm, ăn cắp, đánh nhau, giết người chỉ là giải quyết hậu quả. Trong khi công tác này phải đi từ trước, từ sớm, từ xa để xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn. Chúng tôi không phải chỉ thích bắt giữ, xét xử, đưa đi tù. Đây chỉ là những giải pháp cuối cùng theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Lâm nhấn mạnh. Theo ông Lâm, kinh phí cho lực lượng này không phải là vấn đề trở ngại khó khăn. Sắp tới, Bộ Công an sẽ tham gia cùng Trung ương tổng kết chiến lược về bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời bình. Đây là một trong hai nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng, phải ổn định để phát triển. Bây giờ xảy ra chuyện gì không ổn định thì không thể nói đến chuyện phát triển kinh tế hay bàn về dự án. Nhiều tỉnh đã nói với tôi về chuyện này, như Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi xảy ra, Formosa nói cả năm giải quyết khiếu kiện, vướng mắc còn thời gian đâu bàn về phát triển kinh tế xã hội. Ở Đắk Lắk, Tây Nguyên vừa qua một việc như thế thôi, không thể coi thường được, Bộ trưởng Lâm khẳng định. Theo chương trình kỳ họp Quốc hội sáng 20 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, Quốc hội đã đồng ý cho trình dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngay tại kỳ họp đang diễn ra, thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023. Theo cơ quan soạn thảo, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không đề xuất thành lập lực lượng mới, mà chỉ tổ chức lại các lực lượng hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do đó không cần thiết phải thực hiện thí điểm. Ngày 18 tháng 5, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Thực tế cho thấy, đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự xảy ra đều bắt nguồn từ cơ sở, cần được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ sớm, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, về nội dung dự án luật đã tiếp thu làm rõ về việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách, đánh giá tổng thể, toàn diện hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, lực lượng khác đang hoạt động hiện nay. Kiện toàn, thống nhất đối với lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an đánh giá vụ việc vừa xảy ra tại huyện Cư Quynh vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, mang rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết bí thư xã Ea Katu, chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.
Khi xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá Ủy ban Nhân dân xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Qua lấy lời khai ban đầu, số đối tượng này khai, chúng nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Hành vi thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm trước pháp luật. Qua vụ việc cho thấy, tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của bí thư xã Ea Ca Tu, chủ tịch xã Ea Tiêu, khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, ngay sau vụ việc, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương, đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm hỗ trợ về đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 đồng chí công an huyện Cư Quynh tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh, hỗ trợ chính sách đối với gia đình 4 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến thăm viếng các nạn nhân, trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hỗ trợ gia đình các đồng chí. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, lực lượng công an nhân dân hết sức trân trọng và cảm ơn đồng bào tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân, thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn. Đối với các hoạt động đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc. Đến nay, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng. Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự, chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng lẩn trốn. Ngoài ra, Trung tướng Tô Ân Sô cũng khẳng định, trong các giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn theo đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và có nhiều đóng góp tích cực, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Lực lượng Công an Nhân dân tin tưởng rằng, qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động các loại tội phạm, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, theo đúng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an đã thông tin về vụ việc xảy ra tại huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Theo Thiếu tướng Đức, tính đến hôm nay 16 tháng 6, khoảng 50 nghi phạm đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, súng tự chế, dao, vật liệu nổ. Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, các đối tượng trong nhóm đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần lớn là người trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi dục, kích động qua không gian mạng. Các đối tượng khai nhận,
mục đích tấn công trụ sở xã là nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và công an xã để cướp vũ khí, gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài. Vụ tấn công trên đã khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, trong công tác truy bắt các nghi phạm, lực lượng công an nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tích cực giúp đỡ từ người dân. Đồng thời, Thiếu tướng Đức thông tin, bản thân nhân dân cũng thể hiện sự phẫn nộ kịch liệt, lên án hành động tàn ác, dã man của các nghi phạm. Có những nơi quần chúng nhân dân đã nấu cơm, cung cấp nước uống với mong muốn lực lượng chức năng sớm bắt giữ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật. Lực lượng chức năng xác định đối tượng Ito Ayun, tức Amakazut, 35 tuổi, ở huyện Krông Búc, Đắk Lắk, là một trong những kẻ chủ mưu khởi xướng vụ tấn công. Ito Ayun đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng tham gia gây rối làm mất an ninh trật tự, tấn công hai trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.